Quý vị và các bạn thân mến, mới đây tại Hà Nội, một hội thảo chăm con đúng cách trong 1.000 ngày vàng đã được diễn ra nhằm giúp cho các bậc phụ huynh nhận thức được rằng dù bố mẹ có thấp nhưng nếu trẻ được chăm sóc đúng cách vào đúng giai đoạn thì chiều cao trong tương lai sẽ được thay đổi. Khi mới sinh, gen chỉ tác động đến 6,4% chiều cao, nhưng đến năm 16 tuổi, gen lại quyết định đến 71%. Điều đó có nghĩa nếu muốn có chiều cao tối đa thì trẻ cần được can thiệp càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ Việt lại cho rằng gen bố mẹ lùn thì con khó mà cao được. Và chính quan điểm sai lầm này đã khiến cho rất nhiều trẻ Việt Nam có nguy cơ bị tước mất cơ hội tăng chiều cao tối đa, đặc biệt trong giai đoạn vàng 1.000 ngày đầu đời, giai đoạn quan trọng nhất. Khi chúng tôi sang đây, nhiều người nói chúng tôi cao thì chắc chắn con cao, không phải lo lắng gì. Nhưng thật ra không phải vậy. Ở bên nước tôi, trước khi sinh, chúng tôi đều được học các lớp dạy thực hành kỹ năng chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ trong 1.000 ngày đầu đời. Một đôi vợ chồng cao lớn nếu không chăm sóc trẻ tốt thì con sẽ không đạt chiều cao chuẩn và ngược lại. Một cặp vợ chồng thấp nhưng chăm sóc tốt cho con thì con hoàn toàn lại có cơ hội đạt chuẩn về chiều cao. 1.000 ngày đầu đời ấy, được tính là từ khi bắt đầu khi bào thai và đến khi hết 2 tuổi. Đây là một giai đoạn rất là quan trọng bởi chúng ta biết ấy, là giai đoạn mang thai ấy, thì trẻ thông thường đã cái chiều cao đã tăng lên đến 50 cm, rồi giai đoạn 1 tuổi lên được khoảng 25 cm và đến 2 tuổi thêm 12,5 cm nữa. Và để toàn bộ giai đoạn này đối với trẻ trai khoảng 87 cm và trẻ gái là 86 cm. Và chúng ta thấy là riêng cái giai đoạn này ấy, nó đã chiếm hơn một nửa chiều cao của cơ thể của chúng ta khi trưởng thành. Chính vì vậy thì những nhu cầu về vitamin và khoáng chất ở giai đoạn này là cực kỳ quan trọng. Và đối với các vitamin thì ở đây bao gồm có nhóm vitamin A, vitamin D và vitamin K2. Trong đấy thì chúng ta thấy rằng là một số các cái vi khoáng đã được đưa vào các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên thì có những cái vi khoáng hiện nay mà đang là những vấn đề rất là quan trọng và các bà mẹ cần phải lưu ý trong bổ sung. Đấy là canxi, vitamin D và vitamin K2. Vitamin D3 và vitamin K2 là các chất đồng dẫn giúp tăng hấp thụ canxi, điều hòa lượng canxi trong máu của trẻ, đồng thời giúp huy động canxi từ máu vào xương mà không huy động vào các vị trí khác. Cha mẹ có thể thay đổi cả tương lai trẻ nếu chăm sóc đúng cách trong 1.000 ngày vàng. Và muốn giúp trẻ có chiều cao tối đa, chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm bổ sung cho trẻ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, dễ uống, bổ sung thêm thành phần vitamin D3 và K2 để đảm bảo hiệu quả sử dụng.